Майны Мактаал Аврал 3-ын цохогт. Аврал 3-ын цохогт алсалуугаа залбарч ара хурмаг үгээр амдан бүхэндээ нэтгэлтэй. Оммани батмай хом, оммани батмай хом, оммани батмай хом, оммани tức là giống như một bậc như là minh quân
Thì sau đó vua mới giống như là cái tiền kiếp thì tôi không nói nha, cái chuyện tiền kiếp của Milanda, vua Milanda với lại Nam Thiên Thị Khen thì tôi không kể, tôi chỉ nói bắt đầu cái sự tiểu sử của vua Milanda và Nam Thiên Thị Khen sau đó thôi. Còn cái tiền kiếp như thời Phật Ca Diếp gì đó không vâng thì tôi không có nói. Nó dài dòng thì mùa vua Milanda đó mới đi tham vấn nhiều cái tôn giáo, trong đó có coi như là sáu cái hàm mà đồ đệ truyền nhân của phái Luật Sư Ngoại Đạo. Thì khi mà tới tham vấn thì vua cũng chẳng có thỏa mãn cái gì, họ trả lời như là hỏi đông thì trả lời tây, hỏi bắc thì trả lời nam, cái là họ không có thỏa mãn, vua là không có nghe đã lỗ tai. Thấy cái bất mãn cục bộ trong người đó, sĩ vã những người kia nữa. Rồi thì không có nói Phật giáo gì, nhưng mà chắc cũng sao nó cũng hành với luôn cả cả kể cả Phật giáo đó. Nói chung là nó vua chẳng có thỏa mãn với ai cả, tại vua nghĩ là coi như là cái trí tuệ của mình kêu muốn người ta trả lời nó không có. Có người thì có sở học không sở hành, và có người có sở hành không có sở học, vân vân, chưa có tới nơi tới chốn cho nên vua về thôi. Thì tham vấn như vậy nó không có xứng đáng, chưa giống như chưa có người nào thỏa mãn nữa, thôi thôi về. Rồi đó, xong rồi bây giờ qua cái câu chuyện của coi như là về thì coi như là những cái chùa chiền kể cả Phật giáo hoặc là không Phật giáo đều coi như là bỏ cái nơi mà trung tâm hết, coi như là lẫn về coi như là hang sâu cùng cốc vân vân, nó lẫn xa chúng tôi sợ có mặt đó, coi như là vua coi như là tới hỏi thăm hoài không trả lời được, coi như bực bội nữa mà không trả lời được. Người thường thì vật chất không trả lời được, vua rất là sợ. Ông không đáp ứng được cái phản ánh nhu cầu của ông vua rất là sợ chứ. Cho nên theo trong đây thì nói là như là tu sĩ ngoại đạo hay là Phật giáo đều coi như là lánh xa hết, chẳng hạn như vậy đó. Rồi bây giờ đến câu chuyện của coi như là Nam Thiên Thị Kheo, tức là sau khi mà những vị A-la-hán ở trên núi Hy Mã Lạp Sơn sau khi tu thiền định ra thì bắt đầu quán chiếu nhân gian, thì thấy có một cái vị vua như vậy bây giờ coi như là đang như là làm khổ cho coi như là tăng tín đồ Phật giáo cũng giống như không Phật giáo, người ta sợ người ta lẩn tránh đó, giống như thế Phật giáo cũng bị nằm trong đó bị gặp nạn. Cho nên các vị A-la-hán hồi xưa thì A-la-hán rất là nhiều, hồi xưa ta tu thì A-la-hán rất là nhiều, thì những vị đó người ta có hồn thân, người ta biết được, thì họ quán sát thế gian, kể cả họ là A-la-hán, chính những người đó thì trong đây có mấy chục vị A-la-hán, thì họ nghĩ, họ quán, họ biết cái căn cơ của ông vị vua này rất là cao, thì chính họ là những người A-la-hán, nhưng mà họ nghĩ họ cũng không có khả năng để mà giống như điều phục vua này. Tại vì A-la-hán thì phải hiểu là A-la-hán có nhiều loại, A-la-hán có bốn loại A-la-hán, A-la-hán coi như là với cái coi như là tứ tuệ phân tích là cao nhất, rồi A La Hán với luận thông, rồi A La Hán với lại tam minh, rồi A La Hán với lại coi như là nhất minh, A La Hán nhất minh là thấp nhất, là chỉ có cái trí tuệ về coi như là để mà dẹp phiền não, để dẹp cái phiền não tham sân si của mình thôi, chứ còn không có những cái hiểu biết rộng rãi khác. Thì những vị A La Hán đó thì nhiều khi nếu mà họ không học tiếng Anh thì họ chẳng biết tiếng Anh, ví dụ như vậy, thì họ không có học cắt cỏ, họ cũng chẳng biết cắt cỏ, tức là họ chỉ có biết về cái như là cái diệt cái phiền não, để làm sao mà diệt cái phiền não thôi, chứ còn những cái chuyện thế gian họ không biết. Mà ông vua mọi chuyện đủ thứ chuyện trên trời chứ đó, chứ không phải chỉ hỏi về cái vấn đề tu tập không đâu, cũng hỏi rất là nhiều chuyện mà rất là cao sâu, rất là nên những người ăn án đó họ cảm thấy họ không có đủ thì họ quán. Họ chỉ thấy trong cái cõi ba bốn cõi này chỉ có bao nhiêu là một cái vị thiên tử đó trên cõi trời ba lợi thì mới có thể bao nhiêu là có căn cơ để coi như là giết được ông vua này, thì họ mới coi như là cùng nhau lên coi như là cung trời để mà sao mà coi như dục được ông thiên tử này xuống để mà coi như là hóa độ vua này. Thì coi như là trình bày qua lệnh thì coi như là thuyết phục được cái vị ở trên đó tên là
Hasegasena thì mới coi như là họ sẽ xuống để mà mình được hóa độ vua đó. Thì sau khi mà xuống thì sanh vào gia đình Bà La Môn, rồi sẽ có một cái vị tỳ kheo đó coi như là muốn vị đi sám hối nên phải coi như là hóa độ cái vị coi như là tá sanh vào gia đình Bà La Môn này để mà sao mà để xuất gia để coi như để mà huấn luyện coi như là để sau này mới có khả năng để mà coi như là đi coi như là giúp phục vua. Thì coi như cũng coi như là rất là kiên trì nhẫn nhục rồi mới cuối cùng sau 7 năm thì mới coi như là thuyết phục được cái con của cái gia đình Bà La Môn này lúc đó là 7 tuổi thì mới xin đi xuất gia để mà theo những vị trưởng lão A La Hán này để mà coi như là học tu vân vân. Thì sau học vi diệu pháp mấy năm đó trong sa di rồi tới 20 tuổi là coi như là thọ tỳ kheo, rồi sau đó học kinh luật rồi kinh vân vân. Thì trong vòng mấy tháng thôi trước khi mà đi xuất gia đã học kinh Vệ Đà rồi rất là giỏi. Nói chung là cái vị này coi như là giỏi đủ thứ Vệ Đà rồi Phật giáo coi như là giống như Tam Tạng pháp sư mà học rất là lẹ, cái trí học rất là lẹ đó. Nhưng mà có những cái điểm mà mình thấy trong đây thì người ta nhắc chẳng hạn như có một lần có một vị trưởng lão được một vị trưởng lão khác gửi cái vị nam tiên này tới để học. Thì vị nam tiên này đối đáp rất là hay, rất là lanh lợi. Thì vị trưởng lão nói cái vị kia gửi đến đây để cho ta để mài dũa cho sắc bén, nhưng mà ta sẽ mài cho cùng nhục đi, tại vì cái tâm coi như là kêu mài ngã mạn thì cái này nó không làm được gì hết. Cái tâm kêu mạng thì không có làm được gì hết, cho nên thay vì mài cái bé thì mài để nó lục. Cái này cái chiếc lý rất là hay, nó cho dạy cái căn ngã, cái tâm ngã mạn xuống. Và coi như là sau khi mà học được xong hết tam tạng kinh điển rồi đó, thì có một lần đi ngang một vị trưởng lão chỉ dắt Nam Thiên Tỳ Kheo đi ngang một ngọn đồi, thì chỉ vào một khu rừng nhỏ thì chỉ đến Nam Thiên Tỳ Kheo thấy cái đám lá trong rừng và hỏi Nam Thiên Tỳ Kheo về Đức Phật đã thí dụ thế nào về đám lá trong tay và đám lá trong rừng. Thì Nam Thiên Tỳ Kheo nói Đức Phật dạy đám lá trong tay rất là nhỏ so với đám lá trong rừng, cũng giống như những gì mà Đức Phật dạy là cho để làm cho ta tạm kinh điển. Nó chỉ là giống như cái nắm lá trong tay thôi, còn những kiến thức của Đức Phật đó, giống như là cái nắm lá trong rừng rất là bao la. Tại vì Đức Phật chỉ nói những gì mà nó cần thiết để mà cho con người có thể hiểu được và tu được để mà coi như là giải thoát cái sanh tử rất là quan trọng. Thì rồi cái vị trưởng lão nó hỏi về tất cả giáo pháp có phải là coi như là giống như là phải mặc trang không? Thì nó không phải, tất cả cái đạo lý của Đức Phật chỉ giống như là ngón tay thôi, ngón tay chỉ mặc trang, cái đó không phải là cái đích đến, đó là cái phương tiện. Giống như trong kinh ví dụ con rắn của kinh Trung Bộ đó có nói, tức là giáo pháp của Như Lai giống như là chiếc bè để qua sông, khi mà mình qua sông tức là đến cái nơi mà như là bờ giác rồi đó, thì mình phải dùng chiếc bè đi, thì giáo pháp cũng vậy. Trong đó cũng nói giống như là thượng pháp ưng xã hảo ưng pháp, tức là cái giáo pháp để đưa mình tới chỗ giác ngộ xong mình luyện nó đi chứ đâu có cần nữa, nó chỉ phương tiện chứ nó không phải là cái chân lý, nó chỉ phương tiện mà giống như mình chỉ ngón tay chỉ mặt trăng, thì giáo pháp chỉ là giống như ngón tay chứ không phải là cái mặt trăng. Mặt trăng nó là cái chỗ mà coi như là giải thoát, cái chỗ giải thoát thì cái đó là cái đích đến, cái mặt trăng là cái đích đến. Còn ngón tay thì giáo pháp nó chỉ phương tiện, mình đừng có ôm, mình đừng có chấp vào cái giáo pháp. Giống như là bắt con rắn á, mình không biết mình cứ chắc vào cái pháp, mình bắt con rắn bắt sai đầu, mình sử dụng sai giáo pháp, mình học giáo pháp để mà mình sử dụng sai, mình không để mà tu tập nhắc vào giáo pháp mà mình để mà thế thế biện thông vân vân, hoặc là mình chắc này chắc nọ, chúng ta chắc truyền thống, chúng ta chắc cái gì đó vân vân, tông này tông nọ, nhưng mà rồi đi sai lạc rồi. Thay vì bây giờ cái đó rất là quan trọng. Hồi xưa Đức Phật thì đâu có tông đâu có phái, bây giờ sau khi thời Phật thì có độ tông độ phái, chúng ta chắc cái truyền thống rồi chúng ta cũng nên giáo hội như thế, nó rất là quan trọng.
Cho nên chúng ta phải tìm cái gì mà nó cảm thấy trong khả năng chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng ở đây là tâm tác của Đức Phật dạy. Chúng ta đừng chấp bất cứ truyền thống nào, đừng có Đại Thừa, đừng có Nam Tông, đừng có Bắc Tông, Tây Tạng cái gì cả. Nó nguy hiểm, nếu mà chúng ta không hiểu được cái đó, trong đó nó cũng có cái đúng cái sai cả. Không phải cái nào cũng là đúng, tại vì ảnh hưởng cái truyền thống. Khi mình du nhập vào một nước nào bị ảnh hưởng cái truyền thống. Cho nên chúng ta phải học, chúng ta phải lựa cái nào mà chúng ta nghĩ rằng cái này Đức Phật dạy. Còn những chư tổ sau này đã khai ngộ rất là nhiều. Chư tổ là đã mang, chẳng hạn như khi mà Phật giáo vào Trung Quốc là đã bị ảnh hưởng coi như là Khổng Lão rất là nhiều. Đó, kể cả bên Phật giáo bên Ấn Độ thời xưa cũng đã bị ảnh hưởng một phần của như Bà La Môn. Cho nên quý vị thì rất là khó biết cái nào coi như là của không phải Phật giáo, cái nào là của Phật giáo, rất là khó cho quý vị nếu mà không nghiên cứu kỹ lưỡng. Thì đó là đến cái khu rừng như vậy, là hỏi về Ngài Nam Tiên và cái giáo pháp như vậy. Rồi sau đó là khi mà Nam Tiên mà đã được cái như là giống như là được cái vị trưởng lão đó, sau khi đã học tất cả kinh điển, tức là pháp học, chỉ có pháp học thôi, tức là giỏi, rất là giỏi và hiểu, rất là hiểu rành rõ về mọi thứ trong tâm đàn kinh điển, nhưng mà chưa có pháp hành. Cho nên cái đó giống như là cái như là khơi dậy cái sự mà cái pháp hành trong Nam Tiên Thiền Đạo. Sau đó Ngài mới tìm một cái nơi để mà tu tập, cho tới khi mà coi như là giáo hội giải tán hoàn toàn thì Ngài đạt được coi như là tứ tuệ phân tích, tức là cái hàng mà A-la-hán mà cao nhất, trí tuệ cao nhất. Tôi nói là có bốn hạng A La Hán thì trí tuệ cao nhất. Còn những cái trưởng lão kia vân vân dạy, tuy là những người dạy Nam Tiên Tỳ Kheo nhưng mà cái trí tuệ không có bằng Nam Tiên Tỳ Kheo. Tức là thầy phụ trợ, nói đơn giản là như vậy. Trong Phật giáo cũng có những như vậy, ở đời cũng có những như vậy, cũng có những người thầy vẫn thu học trò, đúng không? Trong Phật giáo cũng như vậy. Kể cả có những người thầy mà không phải là thánh nhân mà chỉ dạy học trò vẫn là thánh nhân được, tại vì họ có cái căn tánh, họ có cái ba la mật nhiều, ba la mật tốt, căn tánh của họ có nhiều cái thiện quả nên họ chính đắc. Còn những vị thầy người ta biết cái phương pháp nhưng mà cái ba la mật, cái thiện quả người ta không nhiều, người ta tu không chứng, người ta phải tu rất là nhiều, nhiều đời nhiều kiếp. Tại Phật giáo tuy là nó thân ban chứ cũng phải tu rất là nhiều đời nhiều kiếp, nó phải đủ. Cũng giống như là cái trái cây là người chúng ta trồng, chúng ta trồng, chúng ta muốn cho nó chín ứng cái thời hạn như chúng ta muốn tự động. Chúng ta chỉ cái gieo nhân, chúng ta chỉ cái gieo nhân, còn cái quả khi nào nó chín là nó tự do, nó có cái đường hướng riêng mà mình sẽ quyết định được, thì chín quả cũng vậy. Rồi sau khi mà tu tập có pháp hành rồi, pháp học pháp hành đầy đủ rồi, thì những người A-la-hán đó thấy coi như là Nam Tiên Tỳ Kheo là giống như sẵn sàng có thể mà ra để mà coi như là hóa độ chúng sanh nói chung và coi như là cái vị vua Ni La Đà nói riêng, xong rồi bắt đầu mới giống như là cho đi dạy. Thì bây giờ đến câu chuyện là trở lại câu chuyện của Milinda, vua Milinda. Thì sau một hôm coi như trong đây nói là như là 12 năm hay bao nhiêu đó, 18 năm, thì có một vị đại thần tới coi như là tâu với vua, nói mà sao bấy lâu nay là thấy chùa chiền tao chúng vân là vắng, coi như là thấy nó ảm đạm lắm, tự nhiên bây giờ thấy nó hưng thịnh trở lên, thấy nó khởi sắc, chùa chiền mọc lên rồi uy nghi, rồi tăng chúng đông đảo, phật tử đông đảo vân vân, nó nhộn nhịp hẳn lên. Thì các đầu vua mới muốn tiếp tục đi coi như là tham vấn đó. Thì đi tới cái chùa Sanghaya thì gặp để mà tham vấn về tỳ kheo ở đó. Thì lúc cuộc hỏi thế nào lợi ích của một đời tu sĩ vân vân, thì người ta nói là giới định tuệ như thế này thế nọ vân vân thì mình sẽ đạt được những quả này vân vân. Rồi khi mà ông vua hỏi tới cư sĩ có được như vậy hay không, có đạt được những quả thánh giống như của hàng xuất gia không, thì vị tỳ kheo trả lời cũng được, cư sĩ cũng có thể làm coi như là cũng tu giới được, cũng có thể tu định được, có thể cũng tu tuệ được. Chẳng hạn như có thời trong dẫn chứng câu chuyện mà coi như là tốt sanh truyện
cư sĩ bây giờ tới cúng dường cái phần nghe pháp cũng chứng thánh quả vậy luôn. Cái vị vua mới bắt đầu có cái lý để hỏi, hóa ra thì coi như là cư sĩ cũng tu chứng thánh được vậy, thì cư sĩ cũng chứng thánh được vậy thôi, tôi cư sĩ sướng hơn, ở nhà hưởng dụng nọ rồi sướng hơn chứ vậy sao tôi cư sĩ làm gì mà phải như là tu ép sát khổ mà ăn ngày không được ăn chiều, tôi không được giữ tiền, không được hưởng dụng vân vậy thôi, cả hai cái nào cũng ngang nhau vậy thôi, tu làm cả đời sướng hơn, cư sĩ sướng hơn chứ. Cái vị kia vị trưởng lão đó tuy là cũng là an hán nhưng mà cũng biết, biết là cũng không có biết cách trả lời đó. Xong rồi coi như là cũng bị coi như là mất mặt mình nữa, rồi vua cũng buồn chán, cũng thấy cũng thôi. Trong đó còn sĩ bả đủ thứ đó, nói là chắc tạm đấy thôi, như là thầy cũng như là nghiệp nặng này nọ, cho nên bây giờ mới ăn ngày bữa hoặc là coi như sống khổ cực, coi như là tu hành đầu đà ở trong rừng nọ tùm lum đủ thứ đó, ra đủ thứ cái chuyện thì đó là thật lý vọng. Cho nên thật sự mà nói tập tới đây mình thấy nó nhiều cái câu chuyện mình nói giống như là để dẫn lên là làm cho nó hấp dẫn, chứ còn nó không có lý, nó không mang cái, nó không có cái lý thuyết phục, không có cái thuyết phục ở đây nhiều lắm, từ đầu tới cuối cái nhiều cái nó không thuyết phục, nhưng mà làm cho câu chuyện nó hấp dẫn thì người ta theo tôi nghĩ thôi, chứ còn thật sự tôi không có biết cách. Thì cuối cùng ông vua cũng về cũng buồn não giống như mười mấy năm trước. Rồi ba ngày sau thì cũng một vị đại thần tới cũng thưa vua, thần thấy là bây giờ có một cái vị coi như là tăng, coi như là lỗi nè, coi như là xuất hiện ngay cái chùa đó, tới cái nước là Sala này của chúng ta, coi như là ông đó là tại vì coi như là chắc là kiểu gì hả, thần thần mà bên coi như là bên không phải là bên ấy mà bên là bên kiểu mà coi như là không phải bên quan võ, chắc là quan võ, cho nên nói cái kiểu tả cái giống kiểu mà cái trận này vậy đó. Như là tăng chúng bây giờ quay thành họ bảo ta học như là gây hãm cái nước Sagara này rồi bao vây vua tùm lum, tức là cái chuyện trận bàn vậy đó, mà chủ tiền thì có ai còn bao vây. Nhưng mà ý nói tới đây, ở đây ý nói là như là bây giờ cực thịnh, bây giờ có một cái nhân vật lỗi lạc, bây giờ đi bây giờ kéo coi như là hàng mấy chục ngàn coi như là tăng đến, xong rồi bắt đầu Phật tử coi như từ coi như là muôn phía đổ về để mình nghe pháp đó. Bây giờ tức là sau cái trận mà coi như là bị coi như là bất mãn kia rồi ba ngày trước rồi, bây giờ là hôm nay có một vị từ xa tới, thì vị này rất là lỗi lạc, nghe đâu coi như có tướng tuệ phân tích, coi như quảng cáo toàn bộ lên thì vua nghe nếu như thấy coi như là cũng mừng rỡ mà cũng giận tóc gái, nghe là sợ giống như là có đối thủ, thì vua nghe cũng nửa mừng nửa sợ, nhưng mà cũng vì cái hiếu thắng cho nên cũng muốn đi gặp rồi. Sai cũng như là đại đồng đi tới để mà vua sẽ tới gặp cái vị đó để thanh vấn tiếp. Thì khi mình tới thì gặp vị La Tiên Thị Kheo thì cũng trả lời qua mấy câu đó, trả lời qua lại thôi, thì coi như là để dẫn coi bắt đầu vô cái danh đúng không, bắt đầu vô cái câu đầu cái danh. Các câu chuyện bắt đầu Lương Vương nó hỏi vị La Tiên Thị Kheo cái danh là trang số 8 được chứ vị có đèn sắc đâu thấy không
giống như đời nó nói là văn hay bất luận đọc dài, mở ra đầu bài đã biết văn hay, đúng không? Nghe qua câu mình thấy những người rất là ấy, còn chưa có trí tuệ cả, mà đối đáp nghe rất là giống như là nghe nó rất là lọt tai, rất là ấy, rất là lạ. Thì bắt đầu sau khi như vậy là chỉ có vài câu xã giao như vậy là bắt đầu là mua thấy cái hồ thì gặp đối tượng rồi đó, gặp giống như là gặp cao thủ. Rồi vua hỏi ngài tên gì, Nam Tiên đáp một cha mẹ là tên Nam Tiên chỉ là cái tên để phân biệt, chứ còn không có gì là tôi, không có gì là của tôi. Rồi vua mới hỏi vậy nếu không có tôi thì ai giữ giới, ai tham thiền, ai chứng quả, rồi sáu căn có phải là Nam Tiên không, 32 thân phần có phải là Nam Tiên không, ngũ uẩn có phải là Nam Tiên không? Nam Tiên trả lời không phải thế. Vua kêu quân lính và các tỳ kheo khác làm chứng Nam Tiên nói dối, tức là nói ở đây là nói Nam Tiên là ai, nó đây không phải là tôi, tôi là Nam Tiên, nhưng mà đây phải là tôi. Có học thì hỏi là ngũ uẩn rồi 32 thân phần vân vân, không phải là cũng không phải. Vậy đó, ông vua nói vậy, vậy là cái gì, vậy là bắt đầu kêu quân thần, cái là kêu những người tỳ kheo khác làm chứng thì chỉ là nói như nhân vị Nam Tiên là nói dối. Xong rồi cái Nam Tiên nó không phải thế, vua kêu lính và tỳ kheo nói dối. Xong Nam Tiên hỏi lại ngài đến đây làm gì, vua đáp bằng xe, cái gì là xe, rồi Nam Tiên làm lại dùng cũng là cái chiêu thức đó. Nam Tiên hỏi lại vậy cái gì là xe, có phải là gọng cân trục lên xe vui không, không thùng xe là xe không, thì vua cũng nói là không phải. Thì Nam Tiên cũng kêu gọi mọi người làm kiếm giống như kiểu kia, tức là kiểu ăn miếng chặt miếng hả. Vua bắt đầu mới giải thích từng bộ phận không phải gọi là xe, nhưng nếu mà hợp lại thì giả danh gọi là xe, vậy thì chẳng đâu có nói dối đó. Thì Nam Thiên cũng vậy, phần tâm đâu có nói dối đó, tức là mọi phần trên cơ thể nó không phải là mình, nhưng mà khi mình nó hợp lại nó giả danh gọi là mình, tức là tôi. Cái gì bây giờ tôi giải thích quý vị hiểu không, quý vị đọc ở đây rồi có hiểu không, có đáp án gì không? Không hiểu nghĩa, ý là như thế nào? Vâng, bây giờ thì giải thích. Tức là ở đây hỏi đó, cái tên, bây giờ hỏi tên, ngài tên gì? Thì ngài Nam Tiên nói là tôi tên là cha mẹ đặt là Nam Tiên thì theo vân. Nhưng mà nó không có cái gì gọi là của tôi hoặc là tôi cả. Tại vì thường thường mình á, mình gọi mình là tôi là giống như bữa tôi đã tới đây tôi nói là gọi tôi những việc chỉ xưng hô thôi, chứ không có ý gì không gì để xưng hô gì thôi. Vị vua thần không có thích như vậy, phải ra lẽ. Vua mới hỏi vậy cái gì, nếu không có cái gì là tôi, cái gì là của tôi, vậy ai là cái như là tu chứng, ai là cái như là nhận cúng dường gì là ai, giờ đó là ai, nếu không có tôi gì là những người đó là cái gì, thì ai tu chứng quả không không, thì nó cũng có lý lắm. Thì bắt đầu mới hỏi, bắt đầu chất vấn vua hỏi vậy ngũ uẩn, vì có biết ngũ uẩn không, biết không, sắc thọ tưởng hành thức, đúng không? Con người mình nó là ngũ uẩn, con người mình nó là ngũ uẩn, tức là sắc thọ tưởng hành thức, đây có bản không? Dạ có. Ồ, bản thấy cái bản để đây nhìn. Thì con người mình đó chỉ có cái nó kêu là giả thôi, chỉ có con người mình chỉ có ngũ uẩn, tức là sắc thọ tưởng hành thức thôi. Còn mình gọi mình là tôi là người này, mọi người a người b đàn ông đàn bà vân vân, cái đó là kêu là tục đế. Chúng ta gọi này là tục đế, chứ không phải chúng ta sống theo cái cách hiểu của bên Phật giáo là thích chân đế. Cho nên mình mới gọi là mình là vô minh, mình vô minh, mình thấy cái sự giả mình cho là thiệt, mình thấy cái giả mình cho là thiệt đó, cho nên nó mới quyết định như vậy. Nhưng mà nói ngủ ổn thì hiểu không? Dạ,
thể hoa cái nào không hiểu tôi biết, tôi biết một thời gian để giải thích. Con người mình trên con ngũ quẩn thì nó giả hợp lại, nó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tức là nó tóm lại là danh, sắc, sắc là những cái gì vật chất. Còn thọ, tưởng, hành, thức là tâm thương, tâm sở, chỉ có như vậy thôi. Nó hợp lại thì mình gọi là mình là cái gì đàn ông, đàn bà. Đàn ông, đàn bà, khá là giả. Cái đó mình nhìn về con mắt của người vô minh. Còn nhìn có lại con mắt trí tuệ thì chỉ cái này nó hợp lại, nó thành con người. Còn giống như là Nam Thiên hỏi ông vua, cái chiếc xe phải thành phần cái bánh xe và chiếc xe không phải đúng không, cái mui không phải là chiếc xe, nó chỉ là bộ phận của chiếc xe, cái là từng bộ phận trên cái ghế, cái thùng, con ốc, con đứt thôi, cái đó không phải chiếc xe không, nó chỉ là cái bộ phận thôi. Nhưng mà khi mà tập hợp đầy đủ lại thì mới gọi là chiếc xe đó, thì nó như vậy. Thì cho nên tôi nói vậy, tôi cũng không nói sai, thì vua nói đúng là tôi đi bằng xe, nhưng mà thật sự là xe nó cũng là giả hợp, nó không có gì là xe hết. Cho nên đây nói là không có cái ngã, hiểu không? Tức là không có cái gì có cái tự ngã hết. Tất cả đều là như là giả hợp. Nó duyên xong rồi duyên gì, khi nó đủ thì nó sanh ra nó gọi là con người. Khi nó hết rồi là nó tan rã, mình gọi là chết. Như vậy thôi. Còn cái xe khi nó đầy đủ nhân viên mà nó thành chiếc xe, khi nó già, nó cũ rồi nó tan rã, hết chiếc xe. Cái là nó duyên sanh duyên diệt, nó không, nó vô thường, nó là vô ngã, nó không có tự tánh của nó. Thì đó là nội dung của cái bài này, vì hiểu chưa? Dạ. Đơn giản như vậy, ai không hiểu thắc mắc cứ hỏi, nếu không hỏi thì đi qua cái phòng khác. Thưa thầy, như vậy là cái đề tài của bài là danh, danh có nghĩa là không phải cái chủ đích cái nội dung của bài này là cái danh, mà ý nó là cái giả ngã. Cái giả ngã tức là những cái gì nó hợp lại. Danh thì đúng là hợp tâm, nhưng mà cái danh này cũng là cái giả, không kể cả con người này cũng là giả. Tất cả mọi thứ nó hợp lại, chiếc xe, cái nhà nó đều là giả. Cái duyên nó hợp lại, cái duyên nó hợp lại chứ nó không có tự tánh của nó. Ai hiểu gì cứ phải hỏi để mình thấy cái này cũng đơn giản, không có gì khó lắm. Gần qua cái kế tiếp, con số nào là cũng tương tự cái bài trước, tức là vua hỏi là ngày mấy hạ là, tức là hạ là một cái thời gian mà tính từ cái thọ đại giới, tức là thọ tỳ kheo, tức là sa di thì không hạ là từ tỳ kheo trở đi, thì cứ mỗi năm ăn cơm như vậy, tức là một hạ là. Vua hỏi ngày mấy hạ là, Nam Thiên đáp bảy hạ là. Vua hỏi con số bảy là ngày hay là con số hạ là, là vua hỏi con số bảy là Nam Thiên hay là con số bảy nó chỉ là cái hạ là. Thì Na Ti hỏi lại, hình bóng dưới đất trong sách này đó, trong sách này kêu là trong chai nước, đúng không? Tiện đọc rồi thấy là cái hình bóng trong cái chai nước, nhưng mà tôi đọc ở đây cái tôi nghĩ mình đọc, tôi chưa có so sánh mà tôi đã biết về sai là sai chỗ nào, vì thế không? Khi mà nói cái bóng ngài Na Ti thì em thấy cái bóng của vị vua thấy trong cái chai nước, tức là từ trong chai nước trở lại đi cái chai nước là giống như có ánh nắng mặt trời đó, nhìn thấy bóng trong đây đó. Nhưng mà tự động ở đây cái tôi biết là cái này không thể nào đúng, vì hiểu không, hiểu là sao không, thời đó là những trai nước mình thấy gì bóng, đúng không? Thời này đó là trước công nguyên một trăm mấy chục năm trước công nguyên là có ly nước miễn còn chưa có, chứ đừng nói là trai nước như vậy, trai nước rất là mới. Cho nên tôi mới đọc ra bên cái sách tiếng Anh thì ở đây nói là cái bóng dưới đất chứ không phải là bóng chai nước. Cho nên quý vị thấy không, nó không có cái gì là sai lầm dữ lắm, nhưng mà cho mình thấy nội hai cái bản đây là mình thấy có sự khác biệt, cho mình đọc kinh nghiệm mình phải cẩn thận như vậy. Cái này là đơn giản thôi, nhưng mà cho mình thấy đó, kinh điển có nhiều cái, tức là người ta làm theo ý của người ta dạy cho người ta theo cái ý của người ta, mình khổ mình bây giờ, nhưng mà mình biết nào cái đúng, cái nào cái sai đó.
có nhiều cái nó còn trầm trọng nữa, có nhiều cái tư tưởng nó còn trầm trọng, tức là ta dùng có một cái ý nhỏ, người ta phát triển là thành một cái đồ sộ, một cái coi như là thành một cái tạng, cái hạt nhân. Thí dụ bây giờ nói chỉ nói cái tánh không, không cái tánh coi như là vô thường hoặc là vô ngã, rồi phát triển thí dụ ra thành những cái tư tưởng rất là mấy quyển sách, viết mấy quyển sách về coi như là thí dụ tánh không, vân vân. Tôi không đi sâu vào nhưng mà cho mình thấy mình phải cẩn thận khi mà đặt tên. Thì trong đây thì nói là khi mà nhìn thấy coi như là cái vị vua, cái hình trong trang nước, thì Nam Tiên mới hỏi, nhưng mà trong sách tiếng Anh thì nói là thấy bóng dưới đất thì có lý, tại vì ánh nắng mặt trời chiếu cái bóng xuống. Thì vị Nam Tiên hỏi cái bóng dưới đất đó là vua hay vua là vua, quý vị hiểu không? Tức là vua hỏi thì cái số 7 đó là con số chỉ Hà Lạp thôi, hay là con số 7 đó là Nam Tiên. Thì cái vị Nam Tiên hỏi lại cái hình bóng này là vua hay là Milanda, hay là ngài ngồi trước mặt tôi là Milanda, nó tương tự. Xong rồi vua trả lời cái hình bóng có dưới đất không phải là vua, nó có là do trọng, tức là có tôi, đúng không? Tức là phải có hình rồi mới có bóng, nó là nó lệ thuộc, nếu không có hình thì không có bóng. Thì Na Tiên đáp lại cũng vậy, con số 7 là do bọn tăng mà có, chứ mà nếu không có bọn tăng thì không có con số 7, đúng không? Về hiểu chưa? Tức là cũng là cái duyên thôi, tại có Na Tiên mới có vậy, hay là có vua Na Tiên đang ngồi đó mới có cái bóng như đó, thì cái duyên đó. Nhà vua lấy rất là tâm đắc với cách trả lời của Na Tiên, nó cũng giống như cái kiểu trước, chẳng khác gì, chẳng gì quan trọng, tức là giống như nó nói là kiểu ngoài, giống như mới dọn dẫm nhau vậy thôi, chứ chưa có gì cả. Bây giờ cảm đối thủ rồi. Rồi qua câu cái chỗ mà đàn thoại như một trí giả hay một vương giả đó. Xong rồi sau khi mà nghe thấy như là đây nó đã lâu tay vua thấy rất là quan khoái hơn, thế nào mới bây giờ thương tận ngài Na Tiên, tức là muốn coi là để mà đàm đạo với lại vị Na Tiên nữa. Thì ngài Na Tiên mới hỏi nếu nhà vua muốn đàm đạo theo một cách gì, tức là trí giả hay là vương giả, trí giả hay vương giả. Thì nhà vua mới hỏi thế nào là trí giả, thế nào là vương giả. Thì ngài Na Tiên mới nói, tức là vương giả đó, thì giống như là một cái người giống như là tìm lấy cái quyền uy của mình để áp đặt lên kẻ khác, phải bắt theo những cái ý của mình, phải theo những gì mình nghĩ, không có được theo cái ý của khác, cái ý của mình là áp đặt đi sai không được. Đó là cái cách của mà vị vương giả, tức là quyền hành chủ quan, không có khách quan, muốn bảo vệ một cái tư tưởng, một cái gì đó của mình chứ không có đi tìm sự thật. Đó là cái đàm đạo theo cái kiểu vương giả. Còn đàm đạo theo trí giả đó, tức là người ta đi tìm sự thật, người ta khách quan đó, dù cho cái sự thật đó nó đi ngược với lại những gì mình hiểu, mình biết, mình tin, vân vân đó, mình không có dùng cái quyền uy để mình phản bác. Và nếu mình thấy sự thật mình phải chấp nhận, chứ mình không có lương lẹo, mình không có kiểu mà từ chối, mình không có dùng cách này cách nọ để mà ngụy biện, vân vân đó. Tức là mình đàm đạo theo cái cách trí giả, tức là mình đi tìm sự thật, mình đi tìm sự thật. Đó, chỉ như vậy nó rất là khách quan thì mới được. Thì nhà vua nghe thấy rất là có lý, nên muốn coi như là vậy thì nhà vua sẽ đàm đạo theo cách mà của trí giả. Và nói Na Tiên thì kheo rằng cứ coi vua giống như là rất là người bình thường, kể cả người rác rác người vân vân, rất là bình thường. Đó, chỉ cái câu này chỉ có đơn giản là như vậy, cái ý nghĩa chỉ như vậy để phân tích. Cái này rất là quan trọng, thế đơn giản, nhưng mà để chúng ta khi mà chúng ta muốn tranh luận hay chúng ta muốn tranh cãi hay một gì đó trong chánh pháp, trong Phật pháp, thì chúng ta phải khách quan, đúng không? Chúng ta đừng có bảo vệ theo một cái truyền thống, một cái sự hiểu biết gì đó cũ của mình. Nhưng cái hiểu đa phần cái sự hiểu biết cũ mình là sai, nếu mình không học đúng, mình hiểu sai mà không có hiểu, không có cái sự mà giảng giải đúng nữa, hoặc nếu mà thiếu sự tu tập nó càng sai nữa.
Cho nên đó, mình đừng có cố thủ, mình cố chấp một cái gì mình đã hiểu biết. Nếu mình học mình thấy một cái này nó sai thì mình sẵn sàng mình bỏ, sẵn sàng mình quăng bỏ. Cho nên đó, trở lại câu hồi nãy trong cái kinh một cái điều hồi nãy cái phần nói đó, tức là thượng pháp ngũ xã hàng bốn si pháp, tức là giáo pháp cao thượng. Chẳng hạn như thiền, những người thiền sắc giới vô sắc giới mà muốn giải thoát người ta còn phải dẹp, chứ đừng có nói mà những cái mà mình hiểu, những gì mình sai mình chắc là đúng, nhưng mà khi mà phát hiện ra ồ vậy là nó sai. Nhưng mà có nhiều người thường người ta được sống với cảm tính, người ta phát hiện ra những gì mà người ta tin là mấy chục năm nay người ta tin như vậy là đúng, bây giờ người ta phát hiện ra là sai, người ta rất là khó bỏ, rất là khó bỏ, không phải là dễ bỏ. Vì đúng không, rất là khó bỏ những gì mà mình đã nghĩ nó là đúng, đã chắc nó là đúng, đã chắc nó là truyền thống của mình cả, vân vân. Rất là khó, phải là dễ đâu. Thì cái đó là giải thoát. Giải thoát là cái gì? Mình phải buông bỏ, buông xả đó. Chứ còn những cái tư tưởng đó mà không buông xả được thì nói chi đến cái thân mạng này cho buông xả. Rồi, giờ đến cái cứu cánh của Sa Môn Hạnh. Cái phần cứu cánh của Sa Môn Hạnh. Nãy giờ quý vị có câu hỏi gì không? Vilinda tôi chỉ giải thích những cái ý nghĩa chính thôi, không đi giống như cái tỷ ví dụ cái bài nhiều cái những cái phần phụ tôi không có nói, đúng không? Nó rất là dài dòng, mình không có, chỉ nói những ý chính thôi. Vì vậy thì đọc những cái phần phụ linh tinh. Vua Minh Anh đang hỏi đời sống xuất gia có gì là lợi ích, có gì là cao thượng. Ngài Na Tiên trả lời: không còn sầu khổ khi một ngũ uẩn sanh, lão bệnh tử. Tức là khi mà sanh á, cái là ngũ uẩn á, nó sanh mình cũng không khổ, ngũ uẩn nó già mình cũng không khổ, ngũ uẩn nó bệnh mình cũng không khổ, ngũ uẩn nó chết mình cũng không khổ. Đó, tức là quý vị thấy không, tức là đây nó chỉ ngũ uẩn thôi, chứ nó không người gì cả. Tức là này nó đang nói theo cái coi như là cái chân đế. Tức là nãy ba học cái mà như là giả học đó, duyên giả học, tức là duyên đủ thì thành con người, duyên đủ thì thành chiếc xe hơn. Thì cái này thì ngày nó tiên chỉ nói đời sống xuất gia đó, nó không có sầu khổ khi mà một ngũ uẩn sanh lão bệnh tử, mình không bị khổ, còn con người sẽ bị khổ. Đa số quý vị ở đây là như là lão không mà có thấy khổ không? Cho nên bữa lúc mà tôi giảng pháp đây mấy tháng trước tôi có nói cái bài tập, quý vị ai còn nhớ không, cái bài tập về nhà cái gì, nếu mà ai mà để ý thì có nhớ. Tôi đã hỏi một lần nữa, quý vị quên hết hả? Tôi nói vậy là quý vị quên những gì mà tôi kêu là về nhà phải làm bài tập, quý vị còn nhớ không? Cái gì? Có chữ khổ thôi, đúng chữ khổ thôi, còn cái quên tức là tôi hỏi quý vị về, tức là phải chiêm nghiệm, phải làm sao để mà thấy cuộc đời này nó là khổ. Đó, cái bài tập tôi muốn cho quý vị về để mà đó, nhớ không? Tức là quý vị đó muốn hiểu Phật pháp, muốn hiểu Phật pháp cho đúng á, muốn học Phật pháp, tức là làm cái động lực, có cái động cơ đó mình thích. Chứ nhiều khi quý vị học ở đây, nhiều khi quý vị không thích, có thể nhiều khi hay là tới tu hay là khóa tu hay gì đó, nhiều khi không thích, nhiều khi bữa nay rảnh thì thích. Nhưng mà nếu mà buổi nào mà giống như có con cháu hay đâu nó từ thứ ban khá xa tới đâu có tiền là như là quên học, chỉ còn tiền còn thôi, đúng không? Nói như vậy, hoặc là có vacation hay gì đó là quên học rồi, là đi chơi thôi, nói như vậy. Hoặc là nhiều lý do lắm, tức là nhiều khi mình làm nhưng mà mình không có thích thì mình rất là khó hiểu, khó thâm nhập. Học giống như học cho có, tu tu giống như cho có, chứ mà nó không có kiểu mà giống như là thích thú hăng hái thì nó rất là khó hiểu, đúng. Còn mình mà hăng hái mà thích thú thì nó rất là dễ. Còn mình học giống như là nó thấy như hơi bị miễn cưỡng, rất là khó hiểu, khó hiểu pháp. Vâng, thưa thầy, thầy nói là cái ngũ uẩn, khi mà hiểu biết được ngũ uẩn thì con còn khổ hay là như thế nào, con chưa hiểu với chỗ đó. Trong đây nói đó, tức là ngài Miranda đó hỏi xuất gia có gì là cao thượng, đời sống lợi ích, đời sống xuất gia có gì là cao thượng, có gì là lợi ích. Thì ngài Na Tiên mới trả lời là không còn sầu khổ, tức là đời sống xuất gia đó không còn sầu khổ khi mà một ngũ uẩn nó sanh, một ngũ uẩn nó già, một ngũ uẩn nó bệnh, một ngũ uẩn nó chết, tức là
là không có khổ, hiểu không? Tức là một người tu, thấy nó đây là một người tu đấy. Khi mà thấy coi như là sanh lão bệnh tử, thay vì bình thường mình nói tức là người đời đã thấy sanh lão bệnh tử là khổ, đúng không? Thì ngày ba thiên thì cái chỉ nói là ngủ quẩn, chứ không nói là mình ngủ quẩn đây, tức là cái giả mạo của thành kia là con người đây là cái ngủ quẩn thôi, thật sự nó chỉ là ngủ quẩn thôi. Nhưng mà ngài Na Tiên trả lời theo cái chân đế, cái ngài Na Tiên thì nói là ồ, xuất gia, cái sự mà xuất gia mà nó có lợi cao thượng lắm, là để khi cái hàng cái việc nó vậy cho nó dễ đi. Bây giờ quý vị hỏi tôi, thưa thầy, thầy xuất gia có gì là lợi ích, cái gì là cao thượng, thì tôi sẽ trả lời cho quý vị khi mà xuất gia đó thì thấy sanh già bệnh chết nó không có khổ, hiểu không? Hiểu được cái sự sanh già bệnh chết không, hiểu nhưng mà thấy nó không khổ, mình chấp nhận đó, mình không khổ, tại vì họ đã cái như là vượt qua, họ đã thấy được sự thật, tức là họ không còn chấp vào cái ngã này nữa, họ thấy được cái chân lý là coi như là tất cả đều là vô thường, là khổ, là vô ngã, cho nên họ thấy nó như vậy, tại vì họ biết nó là như vậy, họ biết nó là như vậy, tất cả mạng vật nó đều là sanh diệt hết, nó đều sanh diệt, cho nên họ chấp nhận như vậy, họ thấy được như vậy, họ không còn khổ. Không hiểu quý vị cứ hỏi nha. Thì đó, thì cho nên tôi nói quý vị về tìm hiểu cái khổ là tại sao, tại vì đó khi mà mình khổ, mình thấy khổ thì bắt đầu mình mới dốc sức mình tu tập, nếu như có cái sự, nó có cái động cơ, nó thích thú. Còn mình làm cái gì mà không thích thú á, thì giống như nó gượng ép, nó không có tiến bộ. Quý vị đi làm cũng vậy, nếu mà quý vị mà đi làm, thí dụ quý vị mà có nhiều người đi học, người ta không có ra làm được những cái gì mà người ta thích. Thí dụ có nhiều người thấy học kỹ sư ra làm nail, làm sao mà những người mà học kỹ sư mà thích làm nail được, đúng không? Nhưng mà tại vì ra thất nghiệp có cái việc làm, người ta phải làm nail, người ta đâu thích thì người ta làm cũng như làm cái có. Cho nên mỗi ngày đi làm, người ta giống như là một ngày là sống rất khổ sở, hiểu không? Này giống như là đơn cử thôi. Thí dụ Việt Nam chúng ta có nhiều người hay là giống như ép con cái mình học là bác sĩ, kỹ sư, văn luật sư, vân, thích những cái nghề mà giống như nó cao sang, tiền của đồ nó nhiều, dễ kiếm. Nhưng mà nhiều đứa nó không có thích, nó vì cha mẹ ép, cho nên vì nở mặt nở mày cha mẹ ông vân, nó học nhưng mà thật sự nó không có thích những cái nghề đó. Cho nên tại sao con em mình ra học thì rất là giỏi, nhưng mà ra làm nó không có bằng những người nếu mà Mỹ. Là tại sao có nhiều người hỏi tôi như vậy? Là tại vì mình cứ ép như vậy, cho nên mỗi ngày nó làm nhưng mà nó không có sự sáng tạo. Khi mà mình làm cái gì mà mình thích thú, tự động mình thích, mình có cái đam mê đó thì mình mới sáng tạo. Còn mình bị ép không thể là sáng tạo, giống như đi làm giống như một ngày giống như là rất là khổ sở thì sao sáng tạo, mà không sáng tạo. Còn mình làm cái gì mình thích thú mình mới sáng tạo, đúng không? Từ về chia nghĩa mới phải không? Đó, thì khi mà quý vị mà khi mà thấy khổ quý vị thích tu, quý vị mới thấy tu, mới thích tu, mới thích học, thì tự động quý vị thấy giống như từ từ nó mở ra, nó sáng ra. Còn bây giờ học giống như bị ép lên học nó khó lắm, nó giống như là nó rối mà không biết là cái đường nào mà học. Thế Phật giáo nhưng tại sao học hoài mà không nhớ, không hiểu là như vậy? Tại vì mình giống như mình chưa có đủ thích thú, mình chưa có thích thú, mình giống như là cưỡng ép, giống như là không có sự cần thiết. Học cũng sống, không học cũng sống, đâu có chết đâu, đúng không? Học Phật pháp mình không học cũng sống, mình không học học cũng sống, không học cũng sống, mà học cũng chết rồi không học cũng chết, đúng không? Mình không có sự thích thú cho nên mình thấy rắc rối. Còn khi mà quý vị mà thích rồi thì quý vị thích tu thích học rồi mọi thứ nó trở nên dễ dàng hơn, nó rõ ràng, nó dễ hiểu hơn. Đó như vậy cho tôi khuyên quý vị phải nắm lấy, phải làm sao tìm cái động cơ cho mình, chứ đừng có bắt là mấy thầy phải kêu quý vị về học về tu nọ rồi giống như kiểu cha mẹ ép con là bác sĩ, kỹ sư nọ rồi. Quý vị phải thích, vì cái thức thì tự động quý vị mới hiểu Phật pháp nó sâu rộng. Nói tới đây còn 5 phút nữa hết giờ đúng không? Thôi bây giờ mình ngưng tới đây xong rồi. Bây giờ mới có trang 89, chưa tới trang 100 thì kêu quý vị đọc nữa. Xin lỗi. Trang 103.
giờ quý vị về tập coi như là tới 150 150 không, nhưng mà để tôi nói như vậy, cứ đọc thực sự 50 trang thì đúng không, chẳng có gì, 100 trang đầu rồi đến đọc chuyện thì thôi, không có gì khó lắm, hiểu không? 100 trang rồi thì đóng chuyện không, không có gì, mà bắt đầu tới đây thì nó có những cái nội dung thì nó cần phải giải nghĩa nhiều hơn. Nhưng mà quý vị cứ đọc, ráng tìm tòi được bao nhiêu thì tìm tòi, ráng hiểu được bao nhiêu thì hiểu. Cái nào không hiểu thì ghi xuống để quý vị hỏi, hoặc là không ghi không hỏi cũng được, thì khi mà đọc rồi tôi tới tôi giảng thì quý vị dễ hiểu. Chứ còn tôi bắt đầu không đọc tới đây giảng, nó bóng tâm 100% thì không hiểu, thì rất là khó hiểu. Mình không có nhiều thời giờ, mình không thể nào học hết một cuốn này hết trơn hết trơn. Tôi sẽ lựa, tôi nói bị đọc tới trang 150 thôi, chứ còn chắc chắn là tôi không nói hết tất cả những cái thứ trong đó, có thể tôi chỉ lựa khoảng bao nhiêu để tôi nói cái gì mà quan trọng thôi. Còn cái gì mà nó không ấy tôi sẽ lựa, tôi không có nói, tự động không hiểu. Mình không thể nào đọc hết được, có thể để mình có 23 tiếng, mỗi giờ 2 tiếng rồi đúng không? Thì không thể nào đọc hết này được. Thì chỉ nói những việc ai thích đọc thì đọc, quay thì đọc. Đọc cũng chết, không đọc cũng chết, và cũng sống không đọc cũng bị.